và các bạn, hiện tại thì tôi đang có mặt trước cổng chùa Nễ Châu, nằm trên đường Phố Hiến, xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên. Đây là một trong 16 di tích của khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến. Trong chương trình Đất và Người Hưng Yên ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng tôi theo chân một đoàn khách về thăm chùa Nễ Châu để khám phá những nét độc đáo của ngôi chùa này. Xin chào các cô, các bác ạ. Hôm nay các cháu được theo chân đoàn của mình để vào vãn cảnh chùa ạ. Chùa Nễ Châu tọa lạc trên đường Phố Hiến, ngay đầu làng Nễ Châu thuộc xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên. Chùa còn có tên chữ là Thụy Ứng Tự, có nghĩa là mọi việc cầu mong đều được đáp ứng. Theo truyền ngôn của các cụ cao niên trong làng cũng như các tư liệu Hán Nôm còn lưu giữ, chùa Nễ Châu được khởi dựng vào thời Tiền Lê, vào khoảng thế kỷ thứ 10. Chùa được vua Lê Đại Hành đề húy là Lê Hoàn cho xây dựng trên đất làng Phương Cái, nay là thôn Nễ Châu. Việc Lê Hoàn cho xây dựng ngôi chùa mới ở Nễ Châu là một câu chuyện vô cùng độc đáo, gắn liền với truyền thuyết về bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh, người con gái xinh đẹp của làng Nễ Châu lúc bấy giờ. Thưa quý vị và các bạn, thật là hữu duyên khi mà ngày hôm nay Khánh Ly đến đây được gia nhập đoàn vãn cảnh của các vị khách. Để giúp các vị khách cũng như là Khánh Ly tìm hiểu rõ hơn về lịch sử hình thành của chùa, thì chúng ta sẽ có bạn Thu Hà đến từ Ban Quản lý Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Phố Hiến. Xin chào em. Chào chị ạ. Thu Hà ơi, ngôi chùa của chúng ta đã được hình thành từ khoảng thế kỷ thứ 10, tức là đã trải qua hơn 1.000 năm lịch sử rồi. Vậy thì Thu Hà có thể giúp cho các vị khách ở đây hiểu rõ hơn về lịch sử hình thành của chùa. Theo lịch sử và tài liệu ghi chép lại được thì chùa Lễ Châu được khởi dựng vào thời Tiền Lê. Khi đó thì Lê Hoàn đóng quân trấn ải quân Tống tại đây. Ông thấy bà Ngọc Thanh xinh đẹp tuyệt trần, tính tình thì lại hiền dịu nết na, nên ông đã lấy bà làm vợ và xây dựng cho bà một dinh thượng ở ngay chợ Nễ. Nhưng khi đó thì chiến tranh vẫn còn xảy ra, ông vẫn phải xông pha ra trận. Thì bà Ngọc Thanh ở lại vùng đất này giúp nhân dân, đồng thời là giúp ông chiêu mộ binh sĩ và cất giữ lương thảo. Sau khi chiến thắng trở về, đất nước bình an thì Lê Hoàn đã sai người về đây để đón bà lên kinh. Nhưng bà khước từ, xin lại ở vùng quê này để phụng dưỡng cha mẹ già. Hết sức cảm động trước tấm lòng của bà thì nhà vua đã cử Giới Quốc Công, đây là một người có công lao to lớn trong triều đình, về đây xây dựng lại ngôi chùa cách vị trí cũ của ngôi chùa cũ khoảng 100m về phía đông để bà Ngọc Thanh tu ở đó. Đồng thời là cử con trai thứ 9 của mình là Lê Long Kính về đây phụng dưỡng và chăm nom bà, cũng như là cai quản vùng đất này. Nhưng khi xây dựng ngôi chùa xong thì nhân dân làng Phương Cái lại không có đủ tiền để hồi công thợ. Vì vậy là Lê Hoàn đã truyền xuống rằng nếu nhân dân làng nào đủ tiền để hồi công thợ thì chùa sẽ thuộc về làng đó. Lúc bấy giờ thì làng Nễ Châu với sự giúp đỡ của bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh cùng gia đình thì đã đủ tiền vàng bạc châu báu để hồi công thợ. Vì vậy chùa thuộc phạm vi của làng Nễ Châu. Vào ngày 15 tháng 8 thì bà Ngọc Thanh qua đời. Hết sức thương tiếc bà nên nhà vua đã cho nhân dân nơi đây lập đền thờ đối diện trước cửa chùa để hương khói cho bà và phong cho bà làm Ngọc Thanh Hoàng hậu. Vào ngày 10 tháng 9 thì Lê Long Kính qua đời. Vì ông có rất nhiều công lao với nhân dân làng Lễ Châu nên ông đã được nhân dân làng Lễ Châu tôn ông làm thành hoàng làng và thờ cùng với bà Ngọc Thanh ở ngôi đền Lễ Châu đối diện trước cửa chùa đấy ạ. Chùa Lễ Châu đã được liệt vào danh sách là danh lam phố Hiến cổ với những kiến trúc độc đáo. Vậy thì Thu Hà có thể chia sẻ rõ hơn về những kiến trúc độc đáo này. Vâng, trải qua nhiều lần trùng tu tân tạo, hiện nay ngôi chùa thì mang đậm phong cách của kiến trúc thời Lê đang xen với kiến trúc của thời Nguyễn. Và hầu hết thì các pho tượng Phật ở trong chùa thì đều có niên đại từ thế kỷ thứ 17 và thế kỷ thứ 19. Theo tài liệu ghi chép lại được thì cổng của ngôi chùa trước kia là một công trình kiến trúc khá là đẹp, nhưng mà trải qua thời gian thì đã bị xuống cấp nặng nề. Mãi đến năm 2005 thì cổng thì mới được phục dựng lại và phía trên cổng thì đắp ba chữ là Thụy Ứng Tự. Qua cổng thì ta vào đến gác chuông. Gác chuông thì được trùng tu vào năm 2005 và có lối kiến trúc là trồng diêm 2 tầng 8 mái. Mái thì được lợp bằng mái mũi hài. Và ở Hưng Yên thì chưa có ngôi chùa nào được xây dựng gác chuông và xây dựng cổng riêng như tại ngôi chùa Lễ Châu ở đây đấy ạ. Gác chuông cao 6m, rộng 7,9m, mặt bằng hình vuông, kết cấu theo kiểu tàu đao lá mái, mỗi tầng đều có 4 mái. Tầng trên và tầng dưới của gác chuông nối với nhau bởi một cầu thang gỗ. Tầng 2 có treo chuông đồng, được đúc năm Minh Mệnh Canh Dần. Có thể nói, gác chuông của chùa Thụy Ứng
mang đậm dấu ấn kiến trúc nghệ thuật cổ. Theo các nhà nghiên cứu văn hóa thì lối kiến trúc này mang nặng ý nghĩa dịch học cổ. Vào buổi sáng khi mà tiếng chuông vang lên thì như một lời cảnh tỉnh, còn buổi chiều thu không khi mà ai nghe được tiếng chuông thì cũng cảm thấy tĩnh lặng lại. Bên cạnh gác chuông, gác mái thì chùa Nễ Châu còn lưu giữ được hệ thống tượng Phật với nhiều giá trị nghệ thuật đặc sắc. Và bây giờ chúng ta hãy cùng vào bên trong để tham quan ạ. Tòa tiền đường của chùa gồm 7 gian, dài 15m, rộng 5m. Hai bên đầu hồi là hai cột đồng trụ, trên đỉnh cột đắp hai con nghê quay đầu vào nhau. Mái chùa lợp ngói mũi, chính giữa đường bờ nóc đắp nổi ba chữ Hán, Thụy ứng tự. Kết cấu kiến trúc tòa tiền đường kiểu vì kèo đơn giản. Bên dưới có treo bức cửa võng được sơn son thép vàng. Trên xà dọc được trang trí bằng các bức chấn phong. Toàn bộ hoa văn trang trí ở tòa tiền đường đều được chạm khắc hình lưỡng long trầu nguyệt và hoa lá cách điệu. Tại tòa tiền đường này thì vẫn còn lưu giữ lại được 3 bức ván gió được chạm khắc hình lưỡng long có liên đại từ thế kỷ thứ 17, được đánh giá cao về giá trị điêu khắc nghệ thuật. Và chuông đồng, khánh đồng thì có liên đại từ thời kỳ Hậu Lê. Khi vào đến thượng điện thì ta có thể thấy được những lớp tượng rất là đặc sắc có liên đại từ thế kỷ thứ 17 và thế kỷ thứ 19, và một số pho thì có liên đại từ thời Nguyễn. Ở trong đây thì vẫn còn lưu giữ lại tượng Cửu Long Thích Ca Sơn Sinh có liên đại từ thế kỷ thứ 19. Và pho tượng này thì diễn tả cảnh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vừa mới chào đời, vẫn còn là một cậu bé, tay phải chỉ trời, tay trái chỉ đất. Trong tòa thượng điện này thì có rất nhiều các lớp tượng đặc sắc, nhưng mà phải nói đến là đó là chính là ba pho tượng tam thế có liên đại từ thế kỷ thứ 19. Và ba pho tượng tam thế này thì thể hiện ba thì cao đẹp của chúng ta, đó là quá khứ, hiện tại và tương lai. Tượng tam thế bằng gỗ cao 1m, tạo tác trong tư thế ngồi thiền trên tòa sen. Các mặt của tòa sen thì đều được khắc các tích truyện của nhà Phật. Và đáng chú ý là cả ba pho tượng tam thế này đều được dựa vào một lá gỗ hình dáng giống như là bài vị. Bên phải đây thì chính là pho tượng Tuyết Sơn, diễn tả cảnh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang tu hành khổ luyện trên núi Tuyết Sơn. Tượng được tạo tác trong tư thế ngồi, hai tay bó gối, nét mặt thì như là đang suy tư. Và tay và chân thì đều nổi rõ những đường gân. Và đặc biệt hơn cả là ở những rẻ xương sườn thì đang nhô ra. Bức tượng này thì có giá trị rất cao về nghệ thuật điêu khắc, có niên đại từ thế kỷ thứ 17. Đây chỉ là bức tượng phục chế, còn bức tượng nguyên gốc thì hiện nay đang được lưu giữ ở Bảo tàng tỉnh Hưng Yên. Bức tượng Tuyết Sơn là nói về quá trình tu hành khổ hạnh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau 6 năm, cũng nhắc nhở con người ta là dù khó khăn như thế nào thì vẫn phải giữ cho mình ý chí vượt qua và chân tâm trong sạch. Hiện nay ở một số chùa còn lưu giữ được tượng Tuyết Sơn cổ, ví dụ như là chùa Bút Tháp ở Bắc Ninh, chùa Keo ở Thái Bình, chùa Mía, chùa Trăm Gian, chùa Tây Phương ở Hà Nội. Và điều đặc biệt là ở Hưng Yên chúng ta thì có hai chùa có tượng Tuyết Sơn, đó là chùa Thái Lạc ở Văn Lâm và chùa Nễ Châu ở thành phố Hưng Yên, có đúng không ạ? Hệ thống tượng Pháp trong chùa Nễ Châu là các pho tượng tròn với kích thước khác nhau. Việc bài trí sắp xếp các bức tượng tuân thủ những nguyên tắc trong Phật giáo, thể hiện sự sáng tạo độc đáo của người Việt. Chùa Nễ Châu không chỉ là minh chứng cho thời kỳ phố hiến hưng thịnh, nơi gắn liền với những sự kiện lịch sử của địa phương, mà còn là nơi gắn liền với tên tuổi của bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh, người con gái xinh đẹp của làng Nễ Châu, được vua Lê Đại Hành yêu thương. Khi bà mất, nhà vua vô cùng thương tiếc, phong bà làm Ngọc Thanh Hoàng hậu và lập đền thờ bà ngay phía trước chùa Nễ Châu. Trải qua nhiều lần trùng tu tôn tạo thì hiện nay ngôi đền mang đậm phong cách kiến trúc của thời Nguyễn với lối kiến trúc hình chữ đinh gồm 3 tòa tiền tế và 2 tòa hậu cung. Phía ngoài này là nơi thờ Tam Tòa Thánh Mẫu cùng với tứ phủ công đồng và tượng thờ và ban thờ của bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh và Lê Long Kính, hiện đang được bày ở trong cung cấm ở bên trong cùng. Chùa Nễ Châu đã trở thành nơi sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của nhân dân trong thôn và du khách thập phương, nơi lưu giữ truyền thống văn hóa tốt đẹp và nơi cầu nguyện, mong ước một cuộc sống ấm no, mưa thuận, gió hòa, nhân khang, vật thịnh. Với những giá trị về lịch sử, văn hóa, kiến trúc, ngày 8 tháng 12 năm 1992, chùa Nễ Châu đã được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia và xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt vào năm 2014. Trải dài theo thời gian, chùa Nễ Châu vẫn giữ được sự trầm mặc cổ kính
cùng với những nét độc đáo về nghệ thuật kiến trúc, trở thành điểm đến nơi tham quan du lịch hấp dẫn. Điều đặc biệt là cùng với chùa Nễ Châu, trên đường phố Hiến của thành phố Hưng Yên vẫn còn rất nhiều những di tích cổ độc đáo như Đông Đô Quảng Hội, di tích đình chùa Hiến, cũng sẽ giúp quý vị và các bạn có thêm những trải nghiệm thú vị khi về với vùng đất thứ nhất kinh kỳ, thứ nhì phố Hiến.